Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn click vào video của Nhuận Honda Hồng Đức nha. Thì hiện tại Nhuận đang có mặt ở Hit Honda Hồng Đức 10 với địa chỉ là ấp Châu Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì trong clip ngày hôm nay là Nhuận sẽ review cho các bạn về 3 màu sơn mới nhất của dòng xe SH125 cũng như là 150 mới nhất tại cửa hàng Honda Hồng Đức mình. Thì trong clip hôm nay là Nhuận sẽ review sơ về 3 màu sơn độ mới này ha. Đầu tiên là phiên bản màu bạc xanh xi măng và phiên bản màu xám lông chuột. Thì ba phiên bản này chính là cái phiên bản màu độ màu. Thì thông qua clip ngày hôm nay thì Nhuận sẽ cập nhật giá mới nhất của dòng xe SH125-150 cũng như là tất cả chương trình khuyến mãi tại cửa hàng mình. Thì giá như thế nào thì Nhuận mời khách hàng các bạn mình xem clip của Nhuận nha. Thì hiện tại dòng xe SH đang có chương trình là giảm giá 2 triệu đồng triệu đặng trên giá ha. Thì giá như thế nào đó thì Nhuận sẽ mời các bạn mình xem clip. Thì trên màn hình bạn đang xem chính là cái phiên bản màu màu bạc ha, bạc đen. Thì ở phiên bản này đó chính là phiên bản độ màu nha các bạn. Thì như các bạn đã biết rồi, tất cả những phiên bản màu của SH là bao gồm trắng, đỏ, đen hoặc là phiên bản màu xám, phiên bản thể thao và phiên bản đặc biệt là phiên bản màu đen nhám, là đó những cái phiên bản màu zin, màu gốc của Honda. Thì tuy nhiên á thì nói chung á là tầm khoảng cỡ 5 màu sơn thôi, không có nhiều, cho nên á là những cái phiên bản màu đó thì khách hàng mình sử dụng á là cũng rất là nhàm chán, tại vì có bao nhiêu màu lật tới lật lui vài thì bên cửa hàng anh mình sẽ độ những cái phiên bản màu này. Thì ưu điểm của những dòng này nó sẽ không bị trùng màu với những phiên bản màu ở bên ngoài. Cũng như là sẽ được hưởng chế độ bảo hành màu sơn lên đến là 3 năm nha các bạn. Ví dụ như khi các bạn mình sử dụng những phiên bản màu độ này cửa hàng Đức á, thì sau này màu sơn của mình lỡ như có bị xuống màu hay là kém chất lượng gì đó thì các bạn cứ việc đem ra cửa hàng bên mình để được bảo hành hoàn màu sơn hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Đó thì những phiên bản màu này sẽ phù hợp, rất phù hợp với các bạn mình thích mình sở hữu theo cái phong cách giống như là màu phong thủy ha. Ví dụ như cô chú mình đang có kinh doanh làm ăn thì rất, thì theo nhận biết thì rất là tin tưởng vào vấn đề phong thủy, cho nên đây là những màu giống như là thuộc về màu phong thủy luôn, cho nên cô chú mình có thể là lựa chọn những cái phiên bản màu độ như thế này ha. Cái thứ nhất là màu sơn nó đặc biệt không bị trùng màu, cái thứ hai là rất là hợp phong thủy. Rồi thì đây là phiên bản màu bạc đen ha. Thì phiên bản này là phiên bản màu bóng. Thì trên màn hình á có lẽ là cái cô chú anh chị mình cũng có không phân biệt đâu đâu là màu bóng và đâu màu nhám, thì Nhuận sẽ nói rõ ha. Đây là phiên bản màu bóng, nhìn thấy cực kỳ bóng luôn ha. Thì bên cửa hàng bên Nhuận là có một cái đội ngũ chuyên về độ màu sơn, cho nên á là những phiên bản màu này thì bên cửa hàng bên ngoài á thì cũng không có đâu. Thì những phiên bản màu độ này Hồng Đức thì sẽ có nhiều hơn, đa dạng màu hơn rất là nhiều luôn các bạn thấy. Dòng SH độ á ở cửa hàng mình rất là nhiều luôn, cho nên là những phiên bản này là những phiên bản màu mới, cho nên là những cái review tập trung những phiên bản màu này ha. Ví dụ như các bạn mình thích những cái phiên bản màu khác á, có thể liên hệ với Nhuận qua số Zalo cũng được, thì Nhuận sẽ quay trực tiếp để tư vấn cho các bạn xem cũng được. Rồi thì dòng xe SH thì các bạn cũng biết rồi, rất là một ông vua của dòng xe tay ga. Thì có nghĩa là dòng xe ngoài sử dụng xe tay ga thì ngoài phong cách hơn, thành đạt hơn và sành điệu hơn, thì dòng xe SH, ngoài dòng xe SH ra không còn dòng xe nào để phù hợp cho cô chú anh chị sử dụng nữa. Thì dòng xe SH sẽ có những cái phiên bản 125 CBS, IBS và 150 thì cũng có hai phiên bản 150 CBS và IBS ha. Và ở phiên bản này thì bên cửa hàng Nhuận ở phần thông xe nè thì được Honda thiết kế là dạng là nó sẽ bầu bỉnh hơn, nó nhìn sẽ thơ, nó rất là nhìn thấy nó bo tròn tất cả các cạnh, nhìn xe mình nó rất là phong cách, nhìn thấy rất là quy lực ha. Ở đây thì có một cái tem nè, ở SH ha. Thì ở 125 á thì nó sẽ không có dán, không có để gì hết. Và ở 150 á thì quý khách hàng có thể là thấy một cái số 150 ha. Đó, thì đây là một cái điều nhận biết, khách hàng có thể là dễ dàng nhận biết ha. 125 này thì nhìn thấy đây là biết 125 rồi. 150 á thì nó sẽ có để một số 150. Và ở dòng xe SH này sử dụng á là mặt đồng hồ LCD ha các bạn. Thì đồng hồ LCD á, thì nó sẽ để là thông số cái đồ ánh sáng phản quang, cho nên á, khi cô chú anh chị mình sử dụng á, lỡ mà đi dưới ánh nắng mặt trời á, thì nhiều anh chị cô chú hỏi Nhuận á, là nó có khó nhìn hay không á, thì Nhuận đã trải nghiệm rồi, cho nên là ánh sáng phản quang rất là dễ nhìn ha. Thông số á, thì rất là quen thuộc cho nó, cho nên nó là nhìn thấy sắp xếp rất là có khoa học, cho nên là cô chú anh chị rất là dễ nhìn từ những thông số, ví dụ như km tổng nè, rồi mức tiêu hao nhiên liệu, tất cả rất là nhiều, báo xăng báo giờ rất là nhiều luôn, cho nên là cô chú anh chị có thể là dễ dàng ha. Ở trên cụm bên tay trái thì có những thông số ví dụ như là cốp pha nè, rồi những cái thông số rất là nhiều bên cụm tay trái nè, rồi còi nè, xi nhan trái nhanh phải. Và bên tay phải thì có những cái thông số đặc biệt, ví dụ như là cụm đề nè và chức năng idling top. Thì nhiều cô chú hỏi cho Nhuận về cái chức năng idling top này như thế nào á,
Thì chức năng anti-top này thì nó sẽ ngắt động cơ tạm thời khi mà cô chú anh chị mình sử dụng, mình đậu khi mà xe mình đậu quá 5 giây á, thì ở vị trí ví dụ như đèn xanh đèn đỏ á, thì cơ chế này nó sẽ tự động bật cho mình, nó sẽ đem lại cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu cho mình cũng như là thân thiện với môi trường ha. Thì ví dụ như vậy là mình đang bật nè, ví dụ như vậy mình có thể là tắt bỏ. Đó. Rồi, về cái hệ nói sơ về cái hệ thống khóa thông minh ha cô chú anh chị, thì dòng xe 125 và 150 á, thì nó giống nhau. Cái hệ thống khóa thông minh này có bao gồm 3 chức năng chính. Khóa xe, mở xe. Cái remote này cô chú anh chị nhìn xe mở ra cho cô chú anh chị xem nha. Rồi, cái remote đó có sẽ bao gồm 3 chức năng: khóa xe, mở xe, cũng như là tìm xe và chống trộm. Nó có 2 nút thôi nhưng mà 3 chức năng ha: khóa xe, mở xe, tìm xe và chống trộm. Thì 3 chức năng này hiện tại á là rất là tốt luôn, cho nên á là nó bảo vệ cho mình tránh những trường hợp ví dụ như là mất cấp ha. Rồi, thì kế tiếp chính là cái phiên bản màu xanh xi măng. Ở phiên bản màu xanh xi măng á thì cô chú hoặc là các bạn mình rất là dễ bắt gặp ở trên trang mạng xã hội rất là nhiều, ví dụ như là những cái trang độ xe nè, hoặc là trên Facebook, TikTok hay là Instagram rất là nhiều luôn. Ở phiên bản màu xanh xi măng này thời gian qua cũng rất là làm mưa làm gió thị trường đó các bạn. Thì ở đây là cái phiên bản thực sự trên cửa hàng bên mình luôn nè. Đó, các bạn có thể là tò mò, có thể là ở gần cửa hàng bên mình, có thể đến cửa hàng để xem cũng được. Nói chung là những sẽ hỗ trợ bạn mình lên xem xe ha. Đây là phiên bản màu xanh xi măng, nhìn thấy rất là đẹp luôn. Đó, những sẽ quay sơ ha. Về cái mà động cơ hay là máy thì những đã nói ở cái xe bên kia rồi. Ở đây là chị Nhận chỉ nói màu sơn ha. Rồi, phiên bản ở phần hông xe nè. Đó, phần hông xe là phiên bản màu xanh ha. Thì ở đây là phiên bản màu xanh đen. Khi các bạn lên ga giấy tờ á, thì có thể là con này sẽ thay đổi thành cái phiên bản màu xanh xám đen ha. Rồi, kế tiếp là phiên bản màu xám lông chuột nè. Thì nếu như các bạn mình không gõ thì phần màu xám lông chuột như thế nào á, thì mình có thể là thấy gõ ở cái phiên bản của SHMO á. Thì SHMO có một cái phiên bản IBS có phiên bản màu xám lông chuột. Thì các bạn đã biết màu sơn đó rồi, thì đây là cái phiên bản màu xám lông chuột nè. Và ở Honda nó không có phiên bản này, cho nên Hồng Đức đã độ thêm cái phiên bản. Ví dụ như nếu như mà anh chị mình đang có vợ chồng, mình sử dụng muốn xe cặp đôi á, thì có thể lựa chọn phiên bản này. Ví dụ như là anh mình có thể lựa chọn cái phiên bản SH, phiên bản xám lông chuột, và chị thì có thể lựa chọn cái phiên bản SHMO để mình sử dụng xe cặp ha. Rồi đây là động cơ ESP cộng ha. Động cơ ESP cộng á thì anh chị cũng đã biết rồi, nó sẽ đem lại cái khả năng đốt cháy nhiên liệu cũng như là tiết kiệm nhiên liệu, cũng như là khả năng vận hành ít phát ra tiếng ồn khi mình sử dụng ha. Rất là tốt, đây là những cái động cơ cũng như là công nghệ tiên tiến nhất của dòng xe Honda. Rồi, về cái phần là giá cả thì hiện tại SH á, mà 125 thì giá chỉ từ á là 85.990.000. Kế tiếp là phiên bản có 150 á thì giá chỉ từ là 111.990.000 ha. Rồi, kế tiếp chính là cái chương trình khuyến mãi. Thì cửa hàng bên Nhuận á thì đang có chương trình khuyến mãi. Đầu tiên á là chương trình dành cho công nhân. Ví dụ như là cô chú anh chị đang là công nhân ở thuộc thành phố Chăng, ở trong khu công nghiệp á anh chị, thì khi mua xe thì nhớ mình đem theo cái thẻ công nhân thì sẽ được giảm thêm á, là đối với dòng tay ga thì sẽ được giảm thêm 1 triệu đồng trừ thẳng trên giá. Đó là chương trình khuyến mãi dành cho công nhân. Kế tiếp á là chương trình dành cho học sinh sinh viên. Ví dụ như là mình đang có là con cái, ví dụ như là mình đứng tên, mình là cha đứng tên thật, nhưng mà có con của mình đang là học lớp 12 hoặc là sinh viên thì nhớ đem theo cái chứng từ học sinh sinh viên sẽ được giảm thêm là 700.000 trừ thẳng trên giá, và cũng như là tặng thêm cái ba lô cao cấp của Hồng Đức luôn để mình có thể là tặng cho con của mình. Đó, thì kế tiếp là chương trình là thu cũ đổi mới, mình sẽ chia sẻ luôn. Ví dụ như là mình đang có dòng xe đời cũ mình không sử dụng, khác hãng cũng được. Nói chung là mình phải chính chủ, có thể là xe 50 cũng được, xe Trung Quốc cũng được, Suzuki, Yamaha, nói chung là tất cả các cửa hàng, các hãng thì cửa hàng bên mình đều thu lại. Và song song bên đó cô chú anh chị mình đổi xe luôn á sẽ được giảm giá là 1 triệu đồng trừ thẳng trên giá luôn. Đó. Rồi, kế tiếp là về phần quà tặng ha. Khi mua xe thì cô chú anh chị sẽ được nhận gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng nữa, là bao gồm nón bảo hiểm, áo thun, áo mưa, 2 lít rưỡi xăng để cho mình có thể mình đổ xăng mình đi về. Rồi, khi mình có nhu cầu mình làm thêm, ví dụ như là mình gắn phụ kiện trang trí cho xe nè, mình có thể là vừa trang trí vừa bảo vệ phủ nano để dưỡng sơn và giữ cho xe mình sáng bóng, cũng như là gắn chống hết bình hoặc là gắn công tắc đèn, những cái đó thì bên cửa hàng sẽ giảm giá cho cô chú anh chị hoặc là quý khách hàng thêm một là 30%.
trừ thẳng trên giá nữa. Đó là chương trình khuyến mãi dành cho mình cố gắng phụ kiện theo xe. Rồi, kế tiếp là cái chương trình trả góp ha. Thì dòng xe này bên cửa hàng đang hỗ trợ á, là quý khách hàng có thể là trả trước tầm khoảng cỡ 30% thì sẽ được hưởng chương trình trả góp. Thì trả trước thì 30% đâu đó nó khoảng 30 đến 40 triệu á. Thì chi tiết như thế nào á thì cô chú anh chị có thể là gọi trước cho Nhận đi. Thì Nhận sẽ tư vấn cho cô chú anh chị các mốc, ví dụ như là 30, 40, 50, 60 tùy. Cô chú anh chị cứ việc gọi cho Nhận thì Nhận sẽ tư vấn theo yêu cầu của cô chú anh chị ha. Hoặc có thể là lên hồ sơ online. Thì khi nào hồ sơ mình đậu á, có thể là đến ngay cửa hàng để nhận xe. Thì nó như thế này á, nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn cho cô chú anh chị nha. Rồi Nhận sẽ kết thúc clip ở đây nha các bạn. Ví dụ như các bạn thì clip của Nhận hay và bổ ích, có thể là để lại một lượt đăng ký ủng hộ cho Nhận. Rồi xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip của Nhận rất nhiều luôn ạ.